15. Khái quát cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh phần y. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam? A. Yêu nước. B. Đoàn kết. C. Nhân nghĩa. D. Hiếu chiến. Câu 2. Nhiệm vụ cấp bách nhất đặt ra cho dân tộc Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là A. Giành độc lập dân tộc. B. Đòi dân sinh dân chủ. C. Cách mạng ruộng đất. D. Cơm áo và hòa bình. Câu 3. Một trong những phẩm chất tốt đẹp của xứ Nghệ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu và thể hiện rõ nét trong cuộc đời hoạt động cách mạng là A. Trọng nghĩa khinh tài. B. Ý chí trong học tập. C. Giỏi nghề thủ công. D. Kinh nghiệm đi liền. Câu 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình A. Có truyền thống yêu nước. B. Có kinh nghiệm đi biển. C. Nông dân rất nghèo khổ. D. Công nhân kỹ thuật cao. Câu 5. Một trong những ngôi trường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học là A. Hoàng Phú. B. Đồng Khánh. C. Quốc Tử Giám. D. Quốc Học Huế. Câu 6. Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, từ năm 1912 đến năm 1930, Nguyễn Tất Thành không đặt chân đến quốc gia nào sau đây? A. Trung Quốc. B. Liên Xô. C. Nhật Bản. D. Thái Lan. Câu 7. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc tìm thấy vào tháng 7 năm 1920 là A. Cách mạng vô sản. B. Dân chủ tư sản. C. Xã hội chủ nghĩa. D. Cách mạng bạo lực. Câu 8. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành tham gia vào tổ chức nào sau đây? A. Đảng Cộng sản Pháp. B. Đảng Bảo thủ Anh. C. Đảng Xã hội Pháp. D. Đảng Cộng hòa Mỹ. Câu 9. Từ đầu thế kỷ 20, mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng A. Gay gắt. B. Hòa giải. C. Hòa dịu. D. Ổn định. Câu 10. Một trong những ngôi trường Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học là A. Nam Đàn. B. Đồng Khánh. C. Quốc Học Huế. D. Dục Thanh. Câu 11. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô đi A. Thái Lan. B. Việt Nam. C. Trung Quốc. D. Đông Đức. Câu 12. Trước khi bị biến thành quốc gia thuộc Điện Lửa Phong Kiến, Việt Nam là quốc gia A. Tự do. B. Độc lập. C. Dân chủ. D. Giàu có. Câu 13. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước với tên gọi mới là A. Văn Ba. B. Ông Ké. C. Thầu Chín. D. Lý Thụy. Câu 14. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã có hoạt động nào sau đây? A. Thành lập Mặt trận Việt Minh. B. Soạn thảo luận cương chính trị. C. Hợp nhất các tổ chức cộng sản. D. Trở về nước lãnh đạo cách mạng. Câu 15. Trong giai đoạn từ năm 1960 năm 1969, Hồ Chí Minh đảm nhận cương vị nào sau đây? A. Chủ tịch Quốc hội. B. Chủ tịch Đảng. C. Tổng Bí thư. D. Thủ tướng. Câu 16. Trong thời cận đại, vì sao Nghệ An sớm có điều kiện tiếp thu những tư tưởng mới? A. Do truyền thống đấu tranh anh dũng. B. Có khu công nghiệp Vinh Bến Thủy. C. Pháp đã cho mở nhiều trường học ở đây. D. Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10. Câu 17. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 là A. Dân tộc. B. Giai cấp. C. Tầng lớp. D. Tôn giáo. Câu 18. Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành A. Người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. B. Lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam. C. Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. D. Phái viên của Quốc tế Cộng sản ở châu Phi. Câu 19. Tổ chức nào do sau đây do Nguyễn Ái Quốc thành lập được xem là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam? A. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. B. Đông Dương Cộng sản Đảng. C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. D. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Câu 20. Vì sao đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc phải tiến hành triệu tập hội nghị để hợp nhất các tổ chức cộng sản? A. Cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ chia rẽ. B. Sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo quốc tế cộng sản. C. Yêu cầu thiết tha của nhân dân ba nước Đông Dương. D. Các tổ chức cộng sản đã yêu cầu tiến hành hợp nhất. Câu 21. Một trong những nguyên nhân lý giải Nguyễn Tất Thành quyết định sang phía ống Tây để tìm đường cứu nước là A. Tìm hiểu các nước phương Tây làm như thế nào. B. Con đường để đi sang phương Tây dễ dàng hơn. C. Phương Tây có nhiều trường đại học danh tiếng. D. Mục đích chính là ra đi để lao động, kiếm sống. Câu 22. Biểu hiện nào sau đây cho thấy Nguyễn Tất Thành sớm có tư tưởng yêu nước chống Pháp? A. Tham gia vào phong trào chống thuế ở Huế. B. Tham gia phong trào Đông Du đi sang Nhật. C. Tham gia phong trào Cần Vương ở Nghệ An. D. Tập hợp các sĩ phu ở Nghệ An đánh Pháp. Câu 23. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Hồ Chủ tịch qua đời tại Hà Nội, đó là sự kiện A. Tạo ra rất nhiều khó khăn cho cách mạng. B. Tổn thất to lớn của cách mạng Việt Nam. C. Đã gây chia rẽ, mất đoàn kết trong đảng. D. Cơ hội để Mỹ đem quân đánh ra miền Bắc. Câu 24. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 là A. Tài năng, uy tín của Nguyễn Ái Quốc. B. Chỉ đạo kịp thời của quốc tế thứ hai. C. Nguyện vọng thiết tha của quần chúng. D. Những bài học kinh nghiệm trên thế giới. Câu 25. Một trong những điểm khác biệt trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và Phan Bội Châu là gì?
A. Hết lòng cho sự nghiệp cách mạng. B. Coi trọng tầng lớp thanh niên, tri thức. C. Nguyện ái quốc đi sang phương Tây. D. Hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc. Câu 26. Một trong những điểm khác biệt trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và Phan Chu Trinh là A. Mục tiêu giải phóng dân tộc Việt Nam. B. Cống hiến hết mình cho cách mạng. C. Khuynh hướng cách mạng cứu nước. D. Ý chí mãnh liệt, muốn đất nước độc lập. Câu 27. Điểm giống nhau với vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn năm 1945 đến năm 1954 và năm 1960 đến năm 1969 là gì? A. Là lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam. B. Người đứng đầu chính phủ nước Việt Nam. C. Trực tiếp ra mặt trận chỉ huy bộ đội chiến đấu. D. Lãnh đạo, điều hành Quốc hội nước Việt Nam. Câu 28. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói những đánh giá của nhân dân thế giới về Chủ tịch Hồ Chí Minh? A. Anh hùng giải phóng dân tộc. B. Chiến sĩ cộng sản kiên cường. C. Danh nhân văn hóa thế giới. D. Nhà dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi. Câu 29. Điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi so sánh với Zinedine Gandhi là A. Cống hiến trọn đời mình cho dân tộc. B. Chủ tịch nước đầu tiên sau cách mạng. C. Đấu tranh ôn hòa để giải phóng dân tộc. D. Danh nhân văn hóa lớn của nhân loại. Câu 30. Nối cột A và cột B sao cho đúng với những ý nghĩa của những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. A. B. 1. Lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. A. Vạch ra đường lối chiến lược cho cách mạng Việt Nam. 2. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Trở thành người Cộng sản đầu tiên. 3. Tham dự Đại hội Tua. C. Tổ chức tiền thân của Đảng. 4. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. D. Tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 5. Soạn thảo cương lĩnh chính trị. E. Thiết lập mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với thế giới. A. 1 ơ, 2 d, 3 b, 4 c, 5 a. B. 1 d, 2 ơ, 3 b, 4 c, 5 a. C. 1 ơ, 2 d, 3 a, 4 c, 5 b. D. 1 a, 2 d, 3 b, 4 ơ, 5 c. Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Năm 1901, được tin Nguyễn Sinh sắc đỗ phó bảng, người dân làng Sen, xã Kinh Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã dựng một ngôi nhà năm gian để đón ông cùng gia đình. Dưới mái nhà tranh này, cậu học trò Nguyễn Sinh công tước Nguyễn Tất Thành được lắng nghe nhiều buổi đàm đạo văn chương, luận bàn thế sự của cha mình với các nhà nho và sĩ phu yêu nước trong vùng. Những năm tháng thiếu thời ở làng Sen và quê hương xứ Nghệ đã có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 83. Tư liệu đề cập đến thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê nhà Nghệ An. Đờ. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã được bàn luận thế sự cùng các sĩ phụ yêu nước. S. Năm tháng thiếu thời đã có ảnh hưởng quyết định đến sự nghiệp của Hồ Chí Minh. S. Nguyễn Tất Thành ngay từ niên thiếu đã sớm được hun đúc ý chí giải phóng dân tộc. D. Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Văn miếu Vinh được xây dựng năm 1803 tại Yên Dũng, Tổng Yên Trường, nay là phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là nơi thờ Khổng Tử, đồng thời là nơi vinh danh các nhà khoa bảng của tỉnh. Từ khi có văn miếu Vinh, phong trào hiếu học ở Nghệ An ngày càng phát triển, trường thi Nghệ An trở thành một trong 7 trường thi hương trên cả nước. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 85. Văn miếu Vinh là nơi Nguyễn Tất Thành học bậc tiểu học và đỗ thi hương. S. Quê hương đã hôn đúc nên ý chí và quyết tâm hiếu học của Nguyễn Tất Thành. D. Trong cuộc đời và sự nghiệp, Nguyễn Tất Thành chủ yếu tự học, tự rèn luyện. D. Từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm học tập nhằm đỗ đạt và ra làm quan. S. Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Bản yêu sách đã trở thành tuyên ngôn chính trị báo hiệu sự mở đầu của giai đoạn mới trong việc phát triển phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam. Người Pháp coi cuộc đấu tranh đó là một quả bom làm chấn động dư luận nước Pháp. Còn người Việt Nam cho đó là tiếng sấm mùa xuân. Sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 86. Tư liệu đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách 8 điểm đến website. D. Sự kiện trên đã đưa Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản. S. Sau sự kiện, Nguyễn Ái Quốc khẳng định phải dựa vào sức mình để tự giải phóng. D. Sau năm 1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành lãnh đạo chủ chốt của quốc tế cộng sản. S. Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Tôi Hồ Chí Minh tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào bị thắt thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 88. Tư liệu trên đề cập đến giai đoạn lịch sử trước cách mạng tháng 8 năm 1945. S. Sau cách mạng tháng 8, Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch nước đầu tiên. D. Tư liệu trên trích từ văn kiện tuyên ngôn độc lập của Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945. S. Tư liệu trên khẳng định mục tiêu cống hiến suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. D. Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Từ những năm 20 của thế kỷ này, một con người đã trở thành hiện thân của quá trình gặp gỡ lịch sử giữa một dân tộc, một thời đại, làm nên một sự nghiệp cách mạng lớn lao. Con người ấy là Hồ Chí Minh. Dân tộc ấy là dân tộc Việt Nam. Thời đại ấy là thời đại qua độ trên toàn thế giới từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp ấy là sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ chân trời sáng tạo, trang 91. Từ những năm 20 của thế kỷ 20, Hồ Chí Minh đã làm nên sự nghiệp lớn. S. Tư liệu đề cập đến sự nghiệp hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. D. Nguyễn Ái Quốc đã mở đầu thời kỳ qua độ từ tư bản lên chủ nghĩa xã hội. S. Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc Việt Nam. S. Câu 6. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Cụ Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương. Anh nhận điều đó là sai lầm, chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương. Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp. Điều đó rất nguy hiểm, chẳng khác gì đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau. Cụ Hoàng Hoa Thám còn thực tế hơn vì trực tiếp đấu tranh chống Pháp. Nhưng theo lời người ta kể thì cụ còn làm cốt cách phong kiến. Sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ chân trời sáng tạo, trang 93. Tư liệu khẳng định nhận thức hoàn chỉnh của Nguyễn Tất Thành về con đường giải phóng dân tộc. S. Phan Châu Trinh là nhà yêu nước chủ trương giải phóng dân tộc thông qua con đường cải cách. D. Phan Bội Châu là nhà yêu nước chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường bạo lực cách mạng. D. Hoàng Hoa Thám là nhà yêu nước muốn đánh Pháp để khôi phục lại chế độ phong kiến độc lập. S. Câu 7. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp tự do bình đẳng bác ái. Đối với chúng tôi, người da trắng nào cũng là người Pháp. Người Pháp đã nói thế. Và từ tuổi ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau những chữ ấy. Ngoặc kép. Sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ chân trời sáng tạo, trang 94. Tư liệu khẳng định nguyên nhân quan trọng nhất Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. S. Tự do bình đẳng bác ái là những khẩu hiệu mà thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam. S. Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn tìm hiểu về văn minh Pháp để đánh Pháp, giải phóng dân tộc. D. Khi tròn 13 tuổi, Nguyễn Tất Thành đã lên đường sang Pháp để tìm hiểu về tự do bình đẳng bác ái. S. Câu 8. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ chân trời sáng tạo, trang 95. Tư liệu trên trích cho bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. S. Tư liệu trên khẳng định Việt Nam đã thành quốc gia hòa bình, thống nhất. S. Hồ Chí Minh là chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. D. Suốt sự nghiệp của mình, Hồ Chủ tịch hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân. D. Câu 9. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chống thù trong giặc ngoài. Từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 7 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp năm 1946 đến năm 1954 chủ trì Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ chân trời sáng tạo, trang 95. Tư liệu trên khẳng định vai trò của Hồ Chủ tịch đối với cuộc kháng chiến chống Pháp. D. Từ năm 1945 đến năm 1946, Hồ Chủ tịch lãnh đạo cả nước kháng chiến chống tù trong giặc ngoài. S. Hồ Chủ tịch đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp cuối 1946. D. Tại Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng. D. Câu 10. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Tư liệu 1. Xứ Đông Dương bị chủ nghĩa tư bản Pháp bóc lột để làm giàu cho một số cá mập. Người ta đưa người Đông Dương vào chỗ chết trong cuộc chém giết của bọn tư bản để bảo vệ những cái gì mà chính họ cũng không hề biết. Người ta đầu độc họ bằng rượu cồn và thuốc phiện. Người ta kìm họ trong ngu dốt. Ngoặc kép, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, NSV. Chính trị quốc gia, 2011, trang 46. Tư liệu 2, dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi, tình hữu ái vô sản. Ngoặc kép, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, NSV. Chính trị quốc gia, 2011, trang 287. Tư liệu 1 trích từ tác phẩm, bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc. D. Tư liệu 2 khẳng định sự bóc lột, thống trị tàn bạo của tư bản Pháp ở Đông Dương. S. Tư liệu 1 khẳng định nhận thức của Nguyễn Tất Thành về khái niệm bạn và thù. S. Tư liệu 2 khẳng định những nhận thức cách mạng ban đầu của Nguyễn Tất Thành. D. Câu 11. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Tư liệu 1. Nghệ An núi cao, sông sâu, phong tục trọng hậu, cảnh tượng tươi sáng, gọi là đất có danh tiếng hơn cả Nam Châu. Người thì thuần hóa mà chăm học, sản vật thì nhiều thức quý của lạ. Được khí tốt của sông núi nên sinh ra nhiều bậc danh hiền. Thực là nơi hiểm yếu như thành đồng, ao nóng của nước, là then khóa của các triều đại. Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, tập 1, NSV. Khoa học xã hội, 1992, trang 63. Tư liệu 2, Xứ Đông Dương bị chủ nghĩa tư bản Pháp bóc lột để làm giàu cho một số cá mập. Người ta đưa người Đông Dương vào chỗ chết trong cuộc chém giết của bọn tư bản để bảo vệ những cái gì mà chính họ cũng không hề biết. Người ta đầu độc họ bằng rượu cồn và thuốc phiện. Người ta kìm họ trong ngu dốt. Ngoặc kép, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, NSV. Chính trị quốc gia, 2011, trang 46. Tư liệu 1 đề cập đến yếu tố quê hương có ảnh hưởng đến sự nghiệp Hồ Chí Minh. S. Tư liệu 2 đề cập đến hoàn cảnh đất nước có ảnh hưởng đến sự nghiệp Hồ Chí Minh. D. Tư liệu 2 khẳng định sự bóc lột và thống trị tàn bạo của tư bản Pháp ở Đông Dương. D. Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ gắn liền với quê hương Nghệ An. S. Câu 12. Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuổi nhỏ tên là Nguyễn Sinh Công, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, quê cha ở làng Sen, quê mẹ ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Trước lúc 5 tuổi, Nguyễn Sinh Công sinh sống tại quê nhà. Năm 1895, Nguyễn Sinh Công theo cha mẹ vào sinh sống ở Huế. Sau khi mẹ qua đời 1901, Nguyễn Sinh Công theo cha về quê, lấy tên mới là Nguyễn Tất Thành, được theo học những thầy giáo giỏi ở địa phương. Năm 1906, ông Nguyễn Sinh sắc vào Huế làm quan, Nguyễn Tất Thành theo cha vào học tại trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba và trường Quốc học Huế. Năm 1909, Nguyễn Tất Thành theo cha đến Bình Định và tiếp tục hoàn thành bậc tiểu học tại trường Pháp Việt Quy Nhơn. Sớm có tinh thần yêu nước, năm 1908, Nguyễn Tất Thành tham gia phong trào chống Tuế ở Huế. Ngọt kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, trang 91. Tư liệu đề cập đến thời niên thiếu của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Đờ, từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã được đào tạo chu đáo, bài bản bởi giáo dục phương Tây. S, năm 1908, Nguyễn Tất Thành tham gia, trở thành lãnh đạo của phong trào chống Tuế. S, thời niên thiếu có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Tất Thành. D. Câu 13. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Từ năm 1911 đến năm 1917, Nguyễn Tất Thành đến nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Phi, tích cực tìm hiểu cuộc sống của nhân dân lao động. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại hoạt động ở Pháp. Năm 1919, Nguyễn Tất Thành thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới hội nghị Versailles bản yêu sách của nhân dân An Nam, trong đó ký tên là Nguyễn Ái Quốc. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. Lenin. Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, trang 92. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời đất nước để tìm con đường giải phóng cho dân tộc. Đờ, người yêu sách tới hội nghị Versailles đã đánh dấu Nguyễn Ái Quốc thành người cộng sản. S, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập quốc tế cộng sản và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên. S, việc đọc luận cương của Lenin đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước. Đờ, câu 14. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Từ năm 1921 đến tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Pháp, tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người cùng khổ. Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp đến Liên Xô, tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế. Từ tháng 11 năm 1924 đến giữa năm 1927, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô đến Quảng Châu, Trung Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên 1925. Từ giữa năm 1927 đến cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng Pháp, Bỉ, Đức, Xiêm. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hương Cảng, Trung Quốc, soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, trang 92. Tư liệu đề cập đến giai đoạn hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài. D. Đây là giai đoạn Nguyễn Ái Quốc hoàn thiện lý luận cách mạng giải phóng dân tộc. D. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc trở về nước và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. S. Giai đoạn này, Nguyễn Ái Quốc đã gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. D. Câu 15. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 năm 1941. Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, Việt Minh tổ chức chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng. Tháng 8 năm 1942, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh, sang Trung Quốc tìm sự liên minh quốc tế. Tháng 9 năm 1944, Hồ Chí Minh trở về nước tiếp tục lãnh đạo cách mạng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Mặt trận Việt Minh lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi và được cử làm chủ tịch của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, trang 93. Tư liệu nói về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Việt Nam trước cách mạng tháng 8. D. Trước cách mạng tháng 8, Nguyễn Ái Quốc là lãnh đạo chủ chốt của phe Đồng minh. Hồ Chí Minh là chủ tịch đầu tiên của chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đờ. Sự kiện ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. S. Câu 16. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Tháng 1 năm 1946, Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa một bầu làm chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại đại hội lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951, Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tháng 10 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng, kiêm Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam. Tại Đại hội lần thứ 3 của Đảng tháng 9 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời tại Hà Nội. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, trang 93. Tư liệu nói về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp Mỹ. D. Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng cho đến khi qua đời năm 1969. D. Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Tổng Bí thư của Đảng kể từ Đại hội đại biểu lần thứ 2. S. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ đến ngày thắng lợi cuối cùng. S. Bài 16, Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc. Phần Y. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Câu 1. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ A.
bến cảng Nhà Rồng, B, biên giới phía Bắc, C, địa đầu Móng Cái, D, bến tàu Thuận An. Câu 2, năm 1920, luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin được đăng trên tờ báo nào sau đây? A, Chuông Rè, B, Nhân Đạo, C, Nhành Lúa, D, Tiếng Dân. Câu 3, một trong những nội dung được Nguyễn Ái Quốc xác định là con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam là A, tiến hành làm cách mạng vô sản ở chính quốc trước, B, thực hiện cả hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, C, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, D, muốn giành độc lập phải xây dựng quân đội mạnh. Câu 4, tờ báo nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút? A, An Nam Trẻ, B, Người Nhà Quê, C, Người Cùng Khổ, D, Đại Đoàn Kết. Câu 5, cuối năm 1929, đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản với cương vị A, thành viên đoàn cố vấn quân sự, B, lãnh đạo của quốc tế cộng sản, C, lãnh đạo tối cao của cách mạng, D, phái viên của quốc tế cộng sản. Câu 6, tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 là A, độc lập dân tộc, B, độc lập tự do, C, dân sinh, dân chủ, D, cơm áo, hòa bình. Câu 7, vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 là A, triệu tập và chủ trì, B, thành viên tham dự, C, quan sát viên dự bị, D, chi phối hội nghị. Câu 8, một trong những nội dung được Nguyễn Ái Quốc đưa ra tại hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 là A, thành lập chính phủ lâm thời, B, thành lập mặt trận Việt Minh, C, thành lập đội du kích Ba Tơ, D, lập khu giải phóng Việt Bắc. Câu 9, năm 1941, địa điểm nào sau đây được Nguyễn Ái Quốc lựa chọn làm căn cứ địa đầu tiên của cách mạng Việt Nam? A, Cao Bằng, B, Lạng Sơn, C, Phú Thọ, D, Yên Bái. Câu 10, hiệp định đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ Việt Nam ký với đại diện của chính phủ Pháp năm 1946 là A, Tạm Ước, B, Sơ Bộ, C, Paris, D, Geneva. Câu 11, tháng 12 năm 1946, đứng trước âm mưu xâm lược Việt Nam của Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hành động nào sau đây để đối phó? A, ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, B, công bố chi thị toàn dân kháng chiến, C, đề ra đường lối kháng chiến đơn độc, D, đến thăm Pháp để tranh thủ hòa hoãn. Câu 12, năm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch, núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn trong in bóng hình của Bác. Chiến dịch nào sau đây được nhắc tới trong lời bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân của nhạc sĩ Huy Thục? A, Việt Bắc 1947, B, biên giới 1950, C, Thượng Lào 1953, D, Hòa Bình 1952. Câu 13, một trong những văn kiện lịch sử được Hồ Chủ tịch viết và trực tiếp trình bày là A, luận cương chính trị tháng 10 năm 1930, B, tuyên ngôn độc lập tháng 9 năm 1945, C, bản quân lệnh số 1 tháng 8 năm 1945, D, hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954. Câu 14, một trong những tổ chức cách mạng được Nguyễn Ái Quốc thành lập trong thời gian hoạt động ở nước ngoài là A, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 1925, B, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 1929, C, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh 1941, D, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 1944. Câu 15, một trong công lao của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam là A, tìm ra con đường cứu nước, B, tán thành gia nhập quốc tế 3, C, thành lập Đảng Cộng sản Pháp, D, đến tham dự tang lễ của Lenin. Câu 16, một trong những nguyên nhân thúc đẩy phong trào yêu nước, phong trào công nhân phát triển trong những năm từ 1925 trở về sau là A, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, B, quá trình đàn áp dã man của Pháp, C, cuộc khai thác thuộc địa lần 2, D, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Câu 17, lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được trình bày đầu tiên trong tài liệu nào dưới đây? A, chỉ thị toàn dân kháng chiến, B, bản án chế độ thực dân Pháp, C, tác phẩm đường cách mệnh, D, cương lĩnh chính trị đầu tiên. Câu 18, nội dung nào dưới đây không phải là đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam đầu năm 1930? A, người triệu tập và chủ trì hội nghị, B, thống nhất các tổ chức cộng sản, C, soạn thảo ra cương lĩnh chính trị, D, là tổng bí thư đầu tiên của Đảng. Câu 19, sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là A, người bản yêu sách 8 điểm đến hội nghị Versailles tháng 6 năm 1919, B, đọc luận cương của Lenin in trên báo Nhân Đạo tháng 7 năm 1920, C, bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế cộng sản tháng 12 năm 1920, D, sáng lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 1921. Câu 20, vì sao tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế thứ 3? A, bình được cho quyền lợi các nước thuộc địa, B, quốc tế thứ 3 giúp nhân dân ta chống Pháp, C, đã đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam, D, giúp đỡ vật chất cho Việt Nam giành độc lập. Câu 21, lập ra đội chủ lực là mục đích của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi chỉ thị thành lập tổ chức nào sau đây? A, Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông 1924, B, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội 1925, C, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 1944, D,
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 1960. Câu 22. Nội dung nào sau đây là một trong những mục đích các chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các nước xã hội chủ nghĩa giai đoạn năm 1954 đến năm 1969? A. Tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ. B. Xin tham gia vào khối Warsawa. C. Lập ra liên minh để chống Mỹ. D. Xin chuyển giao công nghệ cao. Câu 23. Tháng 2 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Quân Minh Trung Quốc với mục đích nào sau đây? A. Đàm phán để quân tường được giải giáp Nhật. B. Bắt liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc. C. Tìm kiếm sự viện trợ của lực lượng đồng minh. D. Xin được tham gia sâu hơn vào khối Warsawa. Câu 24. Một trong những nội dung Nguyễn Ái Quốc đã rút ra được trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài năm 1911 đến năm 1941 là A. Phải xây dựng được nền kinh tế thị trường. B. Chèn ép của các nước tư bản đối với Nga. C. Phải giải phóng dân tộc ở chính quốc trước. D. Bản chất tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. Câu 25. Nội dung nào sau đây thể hiện đúng vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam năm 1945 đến năm 1969? A. Lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam. B. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương. C. Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản. D. Soạn thảo các bản hiến pháp cho dân tộc. Câu 26. Nội dung nào sau đây không phải là cống hiến to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1930? A. Tìm ra con đường cứu nước. B. Thành lập Đảng Cộng sản. C. Truyền bá chủ nghĩa Mác. D. Đề ra đường lối kháng chiến. Câu 27. Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác so với con đường truyền thống của lớp người đi trước? A. Người yêu sách đòi pháp thừa nhận các quyền dân tộc của Việt Nam. B. Tiếp thu nền văn minh phương Tây để giúp đất nước đến phú cường. C. Hướng về phương Tây, khảo sát thực tiễn, tìm hiểu cách mạng thế giới. D. Nhờ các nước phương Tây đào tạo lực lượng để chuẩn bị chống Pháp. Câu 28. Yếu tố nào quyết định đến sự lựa chọn con đường cứu nước theo xu hướng vô sản của Nguyễn Ái Quốc cho dân tộc Việt Nam? A. Thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. B. Con đường cứu nước theo khuynh hướng tư sản thất bại. C. Những tác động của thời đại và của cách mạng vô sản. D. Do trí tuệ và nhãn quan chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Câu 29. Nhận định nào sau đây là đúng về sự kiện Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 1920? A. Đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước. B. Tạo ra bước mặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. C. Thiết lập được quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với thế giới. D. Quyết định mang tính bước mặt về sự chuyển biến tư tưởng. Câu 30. Nối cột A và cột B sao cho đúng với những ý nghĩa của những sự kiện quan trọng trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. A. B. 1. Ra đi tìm đường cứu nước. A. Trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 2. Người bản yêu sách của nhân dân An Nam. B. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 3. Đọc được luận cương. C. Từ lập trường yêu nước trở thành người cộng sản. 4. Tham dự đại hội tour. D. Rút ra kết luận muốn cứu nước giải phóng dân tộc phải dựa vào sức mình là chính. 5. Trở về nước. E. Tại bến cảng Nhà Rồng. A. 1E, 2D, 3B, 4C, 5A. B. 1D, 2E, 3B, 4C, 5A. C. 1E, 2D, 3A, 4C, 5B. D. 1A, 2D, 3B, 4E, 5C. Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Luận cương của Lenin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng tôi nổi to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo, hỡi đồng bào bị đọa này đau khổ. Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Ngoặc kép, từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba. Sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 90. Tư liệu trên đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc gặp luận cương của Lenin. D. Sự kiện trên, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. S. Nguyễn Ái Quốc đã hoàn chỉnh lý luận cách mạng giải phóng dân tộc tại Pháp. S. Sự kiện trên diễn ra khi Nguyễn Ái Quốc đang học tập và hoạt động tại Pháp. D. Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Khi Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp họp ở thành phố Tours, bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế cộng sản do Lenin sáng lập, do sơ thư ký của đại hội hỏi lý do vì sao ủng hộ quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc trả lời dứt khoát: tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn. Sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 91. Tư liệu nói về sự kiện Nguyễn Ái Quốc tham gia đại hội của Đảng Cộng sản Pháp. S. Với sự kiện trên, Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước đã trở thành người cộng sản. D. Mục tiêu cao nhất của Nguyễn Ái Quốc khi tham gia quốc tế ba là giải phóng dân tộc. S. Sự kiện trên đã chấm dứt hành trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. S. Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Sách Đường cách mệnh đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội là cuốn sách gốc duy nhất còn lại đến nay. Sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc sử dụng để đào tạo những cán bộ đầu tiên cho cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu, Trung Quốc trong những năm 1925 đến năm 1927. Năm 2012, sách Đường cách mệnh được chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 92. Đường cách mệnh là tác phẩm thể hiện lý luận cách mạng giải phóng dân tộc. D. Tác phẩm này đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ cách mạng vô sản. D. Đường cách mệnh đã xác định những vấn đề của cuộc kháng chiến chống Pháp.
S. Năm 2012, tác phẩm Đường Cách Mệnh đã được tái bản và là bảo vật quốc gia. S. Câu 4, đọc đoạn tư liệu sau đây. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã xác định những vấn đề cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, làm gộp tư sản dân quyền cách mạng giải phóng dân tộc và thổ địa cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân, lực lượng cách mạng là toàn dân tộc nòng cốt công nông. Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh là độc lập, tự do. Sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 93. Cương lĩnh chính trị được thông qua tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. D. Cương lĩnh đã xác định cách mạng Việt Nam sẽ trải qua ba giai đoạn chiến lược. S. Theo cương lĩnh, lãnh đạo cách mạng sẽ là đội tiên phong của giai cấp công nhân. D. Độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị. S. Câu 5, đọc đoạn tư liệu sau đây. Trong công tác chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 năm 1945, mặt trận Việt Minh ra đời và hoạt động có ý nghĩa to lớn, hiệu triệu nhân dân, thức tỉnh tinh thần dân tộc, tập hợp và đoàn kết các lực lượng trong xã hội vào thực hiện nhiệm vụ cứu nước, giải phóng dân tộc, đẩy mạnh công tác chuẩn bị trực tiếp về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng. Mặt trận Việt Minh là tổ chức tập hợp lực lượng chính trị hùng hậu, đóng vai trò nòng cốt, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 94. Mặt trận Việt Minh được thành lập tại hội nghị BCH Trung ương Đảng lần 8. D. Mặt trận Việt Minh là tổ chức lãnh đạo cao nhất của cách mạng Việt Nam. S. Mặt trận Việt Minh đã xây dựng lực lượng quyết định thắng lợi cách mạng. D. Sự thành lập Việt Minh còn nhằm phối hợp với các lực lượng đồng minh. S. Câu 6, đọc đoạn tư liệu sau đây. Tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ cánh diều, trang 95. Tư liệu nói về sự thành lập đội vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam. S. Đây được coi là tổ chức tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam sau này. D. Tổ chức này đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cách mạng tháng 8. S. Chỉ huy của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là Võ Nguyên Giáp. D. Câu 7, đọc đoạn tư liệu sau đây. Khi tôn vinh Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc UNESCO ghi nhận người là biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến chọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ chân trời sáng tạo, trang 96. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh, UNESCO đã tôn vinh người. D. Người được tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. D. Hồ Chí Minh có đóng góp cho tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa Liên hợp quốc. S. Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa duy nhất của Việt Nam được UNESCO vinh danh. S. Câu 8, đọc đoạn tư liệu sau đây. Chúng tôi học vào ngày 6 tháng 1. Với tư cách là phái viên của quốc tế cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, tôi nói cho họ biết những sai lầm và họ phải làm gì. Họ đồng ý thống nhất vào một đảng. Chúng tôi cùng nhau xác định cương lĩnh và chiến lược theo đường lối của quốc tế cộng sản. Các đại biểu phải tổ chức một trung ương lâm thời gồm 7 ủy viên chính thức và 7 ủy viên dự khuyết. Các đại biểu trở về An Nam ngày 8 tháng 2. Sách giáo khoa lịch sử 12, bộ chân trời sáng tạo, trang 100. Tư liệu trên đề cập đến sự kiện hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930. D. Sự kiện tiên diễn ra tại Bắc Bó Cao Bằng và nhân vật tôi là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. S. Hội nghị tiến hành hợp nhất hai tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Ở hội nghị, ban chấp hành trung ương chính thức, cương lĩnh chính trị được thông qua. S. Câu 9, đọc đoạn tư liệu sau đây. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ và các đồng chí đi đón người đã vượt qua mốc 108, nay là cột mốc 675 biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Về đến Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Những ngày đầu về nước, người ở tại nhà ông Lý Quốc Súng, Máy Lì, dân tộc Nùng, ở thôn Bắc Bó một cơ sở cách mạng. Ngày 8 tháng 2 năm 1941, người chuyển đến hang Cốc Bó ở thôn Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng để sống và làm việc. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ chân trời sáng tạo, trang 101. Tư liệu trên đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc ta đi tìm con đường cứu nước. S. Sự kiện trên đã đánh dấu hành trình trở về nước sau 30 năm của Nguyễn Ái Quốc. D. Sau sự kiện trên, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị ban chấp hành trung ương lần 8. D. Sau sự kiện trên, cách mạng Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. S. Câu 10, đọc đoạn tư liệu sau đây. Chúng tôi, chính phủ kháng chiến nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủy cao cố vấn đoàn và ủy viên kháng chiến hội, trước bàn thờ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, thề xin cương quyết lãnh đạo nhân dân kháng chiến, thực hiện nền dân chủ Cộng hòa Việt Nam, mang lại tự do hạnh phúc cho dân tộc. Trong công việc giữ gìn nền độc lập, chúng tôi quyết vượt mọi nỗi khó khăn dù phải hy sinh tính mệnh cũng không từ. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, bộ chân trời sáng tạo, trang 104. Tư liệu đề cập đến giai đoạn nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp năm 1945 đến năm 1954. D. Ngày sau cách mạng, nhân dân Việt Nam đã đánh Pháp, kiên quyết không nhân nhượng. S. Tư liệu trên đã khẳng định quyết tâm kháng chiến chống xâm lược của chính quyền mới. D. Để phát động cuộc kháng chiến toàn quốc, chính phủ liên hiệp kháng chiến đã thành lập. S. Câu 11, đọc đoạn tư liệu sau đây.
Thắng lợi to lớn của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cũng như những trang sử chói lọi của cách mạng Việt Nam mất nửa thế kỷ này mãi mãi gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh nền Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân ta, người anh hùng dân tộc vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ Chân Trời Sáng Tạo, trang 106. Tư liệu đề cập đến vai trò, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam. D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ đến ngày thắng lợi cuối cùng. S. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại của phong trào công nhân, cộng sản quốc tế. S. Sáng lập Đảng, xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa là công lao của người. D. Câu 12. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Chủ tịch Hồ Chí Minh đại diện cho tiếng nói của nhân dân Việt Nam vạch trần tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ. Trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nỗ lực dùng giải pháp ngoại giao, tranh thủ sự giúp đỡ của nước bạn, đóng góp vào việc khôi phục và tăng cường sự đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời giữ vững đường lối độc lập, tự chủ của cách mạng Việt Nam. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 103. Tư liệu đề cập vai trò của Hồ Chủ tịch trên mặt trận đấu tranh ngoại giao chống Mỹ. D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa bỏ hoàn toàn mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc. S. Nét nổi bật về quan điểm ngoại giao của Hồ Chí Minh là đường lối độc lập, tự chủ. D. Chính sách ngoại giao có đóng góp quyết định đến thắng lợi kháng chiến chống Mỹ. S. Câu 13. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Trải qua gần 10 năm nghiên cứu, học tập, tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đăng trên báo Nhân Đạo. Luận cương đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường giành độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam là đi theo con đường cách mạng vô sản, gắn giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế cộng sản, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 95. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là khảo sát, lựa chọn. D. Việc gia nhập quốc tế cộng sản của Nguyễn Ái Quốc là một lựa chọn ngẫu nhiên. S. Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là cách mạng vô sản. D. Với sự kiện tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn chỉnh lý luận giải phóng dân tộc. S. Câu 14. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Tôn chỉ mục đích thành lập của mặt trận Việt Minh là liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, trai gái, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị, đảng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn. Từ khi mặt trận Việt Minh ra đời, toàn bộ phong trào chống phát xít Pháp Nhật của nhân dân ta mang tên là phong trào Việt Minh, cái tên tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc ta. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 99. Mặt trận Việt Minh có mục tiêu cao nhất là giải phóng các dân tộc ở Đông Dương. S. Mặt trận Việt Minh xây dựng lực lượng chính trị to lớn cho cách mạng tháng 8. D. Mặt trận Việt Minh ra đời còn nhằm phối hợp với các lực lượng đồng minh thế giới. D. Mặt trận Việt Minh chính là tổ chức lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. S. Câu 15. Đọc đoạn tư liệu sau đây. Trung ương đã quyết định thần tích cực chuẩn bị cho cuộc họp hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội đại biểu. Bác dục chuẩn bị cho kịp họp hai hội nghị quan trọng này từ tháng 7. Giữa lúc công việc bộn bề như thế, bác bỗng bị mệt. Lúc nào tỉnh, bác chỉ nói chuyện tình hình, lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Ngoặc kép, sách giáo khoa lịch sử 12, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 100. Tư liệu đề cập đến giai đoạn chuẩn bị khẩn trương cho tổng khởi nghĩa tháng 8. D. Hội nghị toàn quốc của Đảng đã thông qua quyết định phát động cao trào kháng Nhật. S. Tổng khởi nghĩa diễn ra trong thời cơ hết sức thuận lợi cả khách quan và chủ quan. D. Thời cơ thuận lợi, ở đây chỉ sự kiện kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam ngã gục. D.